5-7. Thank you.
Dạ vâng ạ. 68.
công ty điện lực Đông Anh thay đổi cửa viên số 16 ra số 12 vào. Đội trưởng Trần. Điểm đáp mắt 97. Đó là xin thay đổi vận động viên số 10, số 15 ra sân, số 10 vào sân. Tới đó là xin thay đổi vận động viên số 2 ra, số 12 vào, số 14 ra, số 3 vào. Thank you.
Đắk Lắk 12-21. Đội Đắk Lắk xin thay đổi huấn luyện viên. 7 giây 11 nào. Đội trưởng trên sân. Thông tin liên tục quanh 22-12. Thu việc thi đấu thứ ba đội công ty thắng 25-25 chung cuộc để công ty thắng 3-0.